Xuyên suốt trong chiều dài phát triển của ngành công nghiệp game, các nhân vật phụ hay NPC từ lâu đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với hành trình khám phá và trải nghiệm của mỗi người chơi. Từ dẫn dắt câu chuyện, trao đổi vật phẩm, giao nhận nhiệm vụ cho đến đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiến tạo lên một thế giới giả tưởng thực sự hấp dẫn và sống động. Có thể nói với đa phần các tựa game, các nhân vật phụ sẽ chỉ xuất hiện một cách vô hồn, nhạt nhòa và dễ đoán để hoàn thành vai trò của mình. Thế nhưng, sẽ vẫn có những ngoại lệ. Đâu đó vẫn còn nhân vật phụ với những cá tính ở vai trò đặc biệt đủ để tạo ấn tượng khó quên trong mỗi chúng ta. Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng điểm lại những kiểu nhân vật phụ có thể các bạn đã gặp trong thế giới game nhé. Video các bạn đang xem được tài trợ bởi Hyperbox PC, thương hiệu PC được build sẵn, đang được vận hành bởi Techspace. Nếu như các bạn đã có nhu cầu mua sắm dàn máy để phục vụ cho nhu cầu giải trí, chơi game hay công việc hàng ngày thì đừng quên tham khảo những bộ máy đang được tối ưu rất tốt về cấu hình và mức giá, đi kèm với nhiều khuyến mại hấp dẫn. Đừng quên nhập mã giảm giá mình để trong phần mô tả và phần bình luận video này để nhận được khuyến mại độc quyền dành cho anh em đăng ký kênh Diomio nhé. Đầu tiên, đó chính là kiểu fan hâm mộ cuồng nhiệt. Hãy cùng nói về nhân vật Adoring Fan ở trong The Elder Scrolls 4: Oblivion. Ngay sau khi trở thành Grand Champion của đấu trường tại thủ phủ Imperial City, nhân vật chính của chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được một phần thưởng đặc biệt, đó chính là sự ngưỡng mộ của một fan cuồng thuộc đội Britain. Chúng ta chẳng biết được tên thật của cậu là gì, ngoài cái biệt danh dễ thương Adoring Fan. Cậu có một mái tóc vàng được uốn một cách kỳ lạ, một khuôn mặt khả ái, thứ đã khởi nguồn cho vô số các meme sau này. Còn giọng nói của cậu thì trời ơi, thật là quá tuyệt vời, cho đến khi bạn nghe nó hàng trăm lần. By Azura, by Azura, by Azura, it's the Grand Champion. I can't believe it's you standing here next to me. Ngoài ra thì cậu ta có thể coi là một người đồng hành theo một cách nào đó, trừ việc cậu ta sẽ không bao giờ chiến đấu và sẽ nhanh chóng trốn ở một góc nào cho đến khi trận chiến kết thúc. Dù sao thì việc có một fan hâm mộ cuồng nhiệt sẵn sàng xách vũ khí, đánh bóng giày và thậm chí có thể xoa lưng cho bạn, quả là tuyệt vời nhỉ? Hoặc là không. Tiếp theo là kiểu nhân vật là những kẻ bí ẩn đến đúng lúc. Mỗi khi nhắc đến nhân vật phụ bí ẩn trong thế giới game thì bạn sẽ nghĩ đến những cái tên nào đầu tiên? Đó có thể là sự xuất hiện của Mysterious Stranger, hay người lạ mặt bí ẩn khi kích hoạt một perk cùng tên ở trong dòng game Fallout. Với perk này, mỗi lần giao chiến và sử dụng VATS sẽ có một tỷ lệ xuất hiện của một người lạ mặt bí ẩn hỗ trợ nhân vật chính chiến đấu và ngay lập tức kết liễu kẻ địch. Cho đến nay, fan của dòng game vẫn còn rất nhiều những giả thuyết và thuyết âm mưu, thế nhưng không ai có thể thực sự biết danh tính thực sự của Mysterious Stranger là ai. Hay đó có thể là The Strange Man xuất hiện trong dòng game Red Dead Redemption. Xuất hiện lần đầu trong chuỗi nhiệm vụ phụ I Know You trong Red Dead Redemption 1. Hắn ta cho thấy bản thân nắm rất rõ quá khứ của John với băng đảng cũ, rõ đến mức hơn chính bản thân của John, khiến anh phải tự hỏi liệu mình có quen biết người này hay không. Khi mất kiên nhẫn với The Strange Man, John rút súng ra bắn hắn và hoàn toàn sốc khi nhận ra hắn không hề bị tác động bởi những viên đạn. Còn hắn thì cứ vô tư bước đi rồi lặng lẽ biến mất. Và điều đáng sợ hơn cả là vị trí được hắn khen là một vị trí đẹp sau này chính là nấm mộ chôn xác John. Đã có nhiều giả thuyết về The Strange Man, từ việc hắn là hiện thân của thần chết ma quỷ cho đến ảo giác lương tâm của John. Không muốn lời giải thích nào rõ ràng, hắn ta lại tiếp tục xuất hiện một cách cực kỳ sởn tóc gái trong phần 2, tiếp tục gieo rắc màu sắc ma quái lẫn thú vị cho những người đam mê tựa game này. Những kẻ kỳ lạ là như vậy, có những kẻ với bí mật đen tối thì cũng thú vị không kém. Một trong nhiệm vụ phụ vui vẻ nhất trong Skyrim đó chính là Taking Care of Business, khi mà The Last Dragonborn được vào vai đi đòi nợ thuê để lấy lòng Thiếp Gùi với những tình huống cười ra nước mắt như là đấm nhau bà chị Kivara cứng thôi rồi, hay đập phá cái bình quý để răn đe con nợ. Một nhánh nhỏ trong nhiệm vụ đó là đòi nợ một bà chủ của một nhà trọ có tên là Helga. Đây có lẽ một nhân vật cực kỳ đáng nhớ khi mà bà chị này có vẻ như đang che giấu một bí mật nào đó. Đầu tiên, chúng ta cần phải thu thập đủ 3 Mask of Dibella từ 3 người tình bí mật rồi sau đó đưa cho ả. Ta sẽ thấy những sự gượng gạo trong câu từ của Helga. Thế rồi, chúng ta tìm thấy bức thư nhạy cảm đến mức bọn mình sẽ không thể tiết lộ tại đây. Ai quan tâm có thể tự tìm hiểu nhé. Vì tò mò lên The Last Dragonborn cũng đánh liều khám phá căn phòng như trong bức thư có đề cập đến thì ôi thôi, roi ra, cùm sắt ở đầu giường, thuốc stamina chất thành đống. Và có lẽ điều khiến chúng ta cảm thấy băn khoăn đó là không biết Horker Tooth sẽ được dùng vào việc gì đây. Kiểu nhân vật tiếp theo là những nhân vật nổi tiếng có thật trong lịch sử. Thật sự lại có rất nhiều nhân vật lẫn sự kiện có thật đáng kể có thể đem lên làm game, và đa số những game như vậy thì sẽ có bao gồm cả những nhân vật có thật. Tuy nhiên, cách bọn họ được thể hiện ra thì không được đúng với sử liệu cho lắm. Đầu tiên, nhân vật mình nhắc tới là Nero, Commodus và cả La Mã ở trong Ryse: Son of Rome. Hoàng đế cuối cùng của thời kỳ Julio Claudian, lừng danh nhất của đế chế La Mã là Nero, đã có một cuộc đời vô cùng thăng trầm và bước cuối cùng là tự sát vào năm 68. Commodus thì là con của vị hoàng đế Marcus Aurelius, và chính cái chết của Commodus sau khi bị ám sát vào năm 192 cũng là lúc bắt đầu sự suy thoái của đế chế La Mã sau thời kỳ Antony. Dù thật ra, chính Commodus đã đốt hết tài sản vương quốc và việc tiệc tùng và đấu trường rồi. Và bằng một cách khó hiểu nào đó, trò chơi đã biến họ thành hai cha con. Hai cha con có sự tồn tại cách nhau hơn 100 năm. Và cũng phải nói thêm một điều về La Mã trên phương tiện ngoài sử sách, đó chính là cái gì mà mang đậm chất La Mã nhất thì mặc kệ bất kỳ thời kỳ nào, nó sẽ luôn được nhồi nhét cho bằng được vào phim hoặc game nào đó. Ở điện ảnh có Gladiator thì ở game có Ryse. Điển hình nhất là đấu trường Colosseum cũng có mặt trong game này. Trong khi Nero chết vào năm 68 thì Colosseum thậm chí còn không được xây dựng và hoàn thành mãi cho đến năm 80. Tiếp theo là đỉnh cao của việc sử dụng nhân vật lịch sử thì phải trao ngôi vương cho Assassin's Creed mà thôi. Thôi thì tóm tắt một chút là Leonardo da Vinci chuyên làm vũ khí, Alexander Graham Bell cũng chẳng biết vì lý do gì cũng làm được đủ thứ vũ khí kỳ lạ và chỉ đúng một lần là làm một thứ liên quan đến điện thoại. Charles Dickens thì đi làm thám tử với những vụ án ma bí ẩn, Darwin thì đi phá nhà máy, George Washington thì đi làm vua nước Mỹ ở một timeline mới như Apple ở Biden. Ôi kể ra còn rất nhiều, và các assassin thì gần như tham gia vào mọi việc chủ chốt xuyên suốt lịch sử, như vụ treo cổ Francesco Pazis của Ezio hay Connell giúp Washington trong cuộc cách mạng Mỹ, và cả Templar cũng như vậy. Gần như ai cũng có thể là Templar và ai cũng có thể là Assassins, mà họ còn là những người có thật mới chết cơ. Quên đi những người trong lịch sử, chúng ta hãy cùng nhau nói những kẻ lập dị trong thế giới game. Nếu là một fan của dòng game Fallout thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào quen được tiến sĩ Brown, một kẻ lập dị với những thí nghiệm gây ám ảnh. Cho những ai chưa biết thì ông ta đã bẫy tất cả những cư dân của Val 112 vào trong một thiết bị thực tế ảo với lời hứa hẹn là thế giới hoàn hảo dành cho họ. Thế nhưng tất cả bọn họ đều chỉ là những con rối mua vui cho Brown, khi chính ông cũng tham gia vào thế giới này dưới hình hài của một cô bé gái, tra tấn tinh thần họ rồi giết tất cả, xóa trí nhớ và lại hồi sinh họ trong một giả lập khác, một vòng lặp vĩnh cửu không có hồi kết. Lại thêm một kẻ lập dị khác trong vũ trụ hoàn toàn khác, đó chính là Larry Parker ở trong Far Cry 5 thì lại ôm giấc mộng được đến một chiều không gian khác. Sau khi chúng ta giúp anh bạn lập dị này hoàn thành máy teleport thì cuối cùng Larry Parker cũng có thể hoàn thành được ước nguyện của mình bằng một cách thần kỳ nào đó. Không chỉ có những kẻ lập dị vô thưởng vô phạt mà NPC cũng có những người có sự ảnh hưởng cực kỳ lớn. Hosea theo chúng mình là nhân vật phụ có sự ảnh hưởng nhất trong series Red Dead Redemption 2. Mặc dù không được xuất hiện quá nhiều, thế nhưng Hosea vẫn xuất hiện là một người điềm tĩnh, ân cần từ những sự quan tâm cực kỳ tinh tế, như bày cho Arthur cách chế thuốc từ một số loại cây dại, cho đến dung hòa những mâu thuẫn nội bộ và gắn kết những thành viên trong băng đảng với nhau. Sau tất cả, ông còn hết sức sáng suốt, là chỗ dựa tinh thần cho Dutch và Adeline. Và nếu bạn để ý, sau tất cả, ông vẫn là người luôn tỉnh táo nhất. Mỗi lời khuyên của ông mà Dutch bỏ ngoài tai đều dẫn đến một phi vụ thất bại. Để rồi khi đỉnh điểm cái chết của Hosea, Dutch đã bắt đầu mất phương hướng, để rồi quẫn chỉ đến mức bị thằng điều cán Mika phản bội. Nội bộ băng đảng sau sự mất mát quá lớn cũng bắt đầu rạn nứt. Nếu như Hosea ra đi quá đột ngột thì rất có thể kết cục của băng đảng và số phận của từng thành viên đã rất khác. Ngoài những NPC có sự ảnh hưởng như Hosea, chúng ta có những NPC là thuộc hạ của bạn nhưng cực kỳ phế, còn bạn thì bất đắc dĩ phải làm sếp của hắn ta. Preston Garvey và cộng đồng của anh trong Fallout 4 là một ví dụ như vậy. Preston Garvey, anh là một trong những thành viên nòng cốt của tổ chức Minutemen, một trong rất nhiều phe phái xuất hiện trong Fallout 4. Vậy thì điều gì đã khiến Preston Garvey và cả cộng đồng của anh xuất hiện trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay? Đầu tiên phải nói rằng, Minutemen là tập hợp của những chiến binh đấu tranh cho công lý và sự tự do. Họ sẵn sàng ra tay chiến đấu bảo vệ những người yếu thế mà không đòi hỏi bất kỳ một lợi ích nào. Đây có lẽ là những tư tưởng cao đẹp khiến nhân vật chính của chúng ta sẵn sàng tham gia vào hàng ngũ, trở thành lãnh đạo tối cao của tổ chức này. Đó là cho đến khi bạn nhận ra một sự thật rằng, ngoài việc đây là phe phái yếu nhất trong tựa game, với lực lượng và hỏa lực chỉ như gãi ngứa, thì bạn sẽ phải vừa là chỉ huy tối cao, vừa là một thằng chạy việc, một tay gồng gánh và xây dựng lại tất cả mọi thứ từ đống đổ nát. Từ những việc như chiếm lại và tu sửa pháo đài, kêu gọi các khu vực người dân định cư giải rác tham gia vào tổ chức, cho đến những việc trở ơi đất hỡi khác. Thế nhưng, có một sự thật là dù chúng ta cố gắng nâng cấp khả năng phòng thủ của các khu dinh thự như thế nào thì sau một thời gian, chúng cũng bằng một cách nào đó bị phá nát và lại có ai đó bị lũ Mutant hay Raider bắt đi. Lúc này thanh niên Preston Garvey sẽ quay sang và nói với chúng ta như hàng trăm lần trước đó rằng mặc dù có những nhân vật phụ phế như vậy, nhưng cũng có những NPC từ nhân vật phụ trở thành trùm cuối. Câu chuyện đó chính là của Albert Wesker ở trong Resident Evil 5. Nếu có ai đó hỏi chúng mình về con trùm bá đạo nhất ở trong Resident Evil thì chắc chắn bọn mình sẽ không ngần ngại bầu chọn Albert Wesker. Bất chấp việc Capcom xác nhận rằng Wesker đã chết sau các sự kiện trong Resident Evil 5, nhưng người ta vẫn muốn tin rằng gã trùm ấn tượng nhất trong dòng game có thể trở lại bằng một loại virus nào đó có khả năng phục hồi trong tương lai, hoặc có thể tái tạo gã bằng các ADN khác đã được Umbrella lưu trữ chẳng hạn. Tại sao một kẻ đã từng là một nhân vật phụ mờ nhạt trong các phiên bản Resident Evil lại có sự trông độ lớn lao như vậy? Có phải vì Wesker là trường hợp đặc biệt nhất của nhân loại khi gã này có sở hữu khả năng miễn nhiễm với Progenitor Virus và những biến thể sau đó như là T và G Virus? Thậm chí, trong Resident Evil 5, khả năng miễn nhiễm của Wesker mạnh đến mức khống chế được cả Ouroboros và chuyển hóa nó thành những siêu năng lực của riêng mình. Chưa hẳn như vậy, vì ẩn sau một nhân vật phản diện xuất chúng, để những gương mặt như Leon hay Chris thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân, Wesker còn có những động cơ mà nhiều người chưa biết đến. Albert Wesker từng là một chuyên gia công nghệ sinh học từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hắn lại gây ấn tượng cho fan hâm mộ bằng khả năng chiến đấu phi thường hơn là trí tuệ ưu việt của bản thân. Sau nhiều lần thay đổi kịch bản đến từ Capcom, đến nay chúng ta phải xác định rằng thân thế của Wesker được khởi đầu như một trong 13 vật thí nghiệm cho Project W của bá tước Oswald E. Spencer. Rất ít người biết về quá khứ lẫn tên họ thật của hắn, bởi vì ngay từ khi còn bé, hắn đã bị các nhân viên của ngài bá tước tách ra khỏi cha mẹ mình và mang đến nuôi dưỡng tại Spencer Foundation. Với tư cách là vật thí nghiệm thành công nhất, Wesker có trí thông minh xuất chúng và được nhận vào đại học từ rất sớm, vào những năm 17 tuổi, sau đó được Umbrella quan tâm và chính thức tuyển dụng. Tại đây, hắn đã tham gia vào khóa đào tạo đặc biệt nhằm tạo ra các thiên tài máu lạnh, những kẻ chỉ quan tâm đến kết quả nghiên cứu khoa học và xem mạng người như cỏ rác. Trong khóa học đó, các lãnh đạo của Umbrella đã đánh giá mọi học viên đều không đạt yêu cầu, trừ Albert, dĩ nhiên rồi, và một kẻ khác là William Birkin, năm đó mới 16 tuổi. Bị nhồi sọ từ bé với những tư tưởng thượng đẳng của ngài Spencer và tin rằng con người là một sinh vật chưa hoàn chỉnh, cần phải cải tạo, tiến hóa và tái sinh. Thế nên, khá dễ hiểu khi Wesker dễ dàng tiếp nhận tư tưởng vô nhân đạo của Umbrella. Phục dưới trướng của Umbrella không lâu thì hắn phản bội tổ chức sau khi đã đạt những thứ hắn cần, đồng thời cộng tác với những tổ chức khác để hiện thực hóa giấc mơ của hắn. Một giấc mơ tạo nên một chủng tộc hoàn hảo, đó là kế hoạch phát triển virus Ouroboros nhằm xóa bỏ tất cả những người không thể thích nghi được với virus, thay vì trở thành vũ khí sinh học. Trong suốt cuộc đời làm vai phụ của mình, Resident Evil 5 có thể xem là giai đoạn Wesker sống thành thật với bản thân nhất. Hắn ta không cần phải đeo cái mặt nạ là một nhân vật tận tụy cho bất kỳ tổ chức nào, mà chỉ làm những việc mình thấy đúng đắn. Và đây cũng là thời điểm đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ của Albert khi trở thành một chùm cuối quá sức hoàn hảo, một trong nhân vật phản diện thành công nhất trong lịch sử game. Còn bạn thì sao? Kiểu nhân vật phụ nào làm bạn thấy ấn tượng nhất trong cuộc đời game thủ của mình? Hãy cho mình biết ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Diomio của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.